hệ tư tưởng lead đang xâm chiếm thị trường luôn rồi anh em ơi. Rất là nhiều anh em lead hôm nay ghé shop em, ngoài cái việc lên tem rờ thì cũng dán nổi màu cho xe. Và anh khách ngày hôm nay rất là đặc biệt, đầu tư cho xe từ đầu đến cuối luôn. Đúng là anh em mà mê xe rồi thì rất là chịu đầu tư cho xe của mình luôn nha. Giờ thì tranh thủ vệ sinh nọ với rửa full xe chi tiết từ trong ra ngoài cho. Và cái màu anh khách chọn ngày hôm nay đó chính là màu xanh candy. Màu xanh candy này nó có một cái độ bóng á, khi mà dán lên thì nhìn xe của mình nó được bóng và nó được sáng hơn nữa. Chỉ mới có một chi tiết nhỏ trên xe thôi mà thấy rất là nổi bật rồi đó. Anh em thợ bên em thi công là dán nguyên một miếng nè, không chấp vá hay gấp mí vào trong để tạo sự liền lẹt và thẩm mỹ nhất cho anh chị em mình, nhìn vào là không khác gì sơn luôn. Về phần nhựa nhám thì anh khách cũng chọn dán lại luôn để hạn chế được cái tình trạng mà nó bị bạc màu sau một thời gian sử dụng, với lại cái phần nhựa nhám nó cũng rất là khó vệ sinh. Phần đèn là dán lại là phim đèn khói lợt. Tranh thủ ráp xe lại để chuẩn bị lên một bộ tem rời thiết kế theo yêu cầu của anh. Nhìn rất là năng động và chất chơi nè. Còn bây giờ thì xin mời mọi người cùng ngắm nhìn vẻ đẹp mới của em clip này sau khi ráp full màu xanh candy và lên tem rời tại Đại Căn Sài Gòn Vấp sẽ trông như thế nào nha.